Thái nguyên xanh ngát nương chè, chè xanh xứ Thái đậm đà ngát hương. Bà con một nắng hai sương, nụ cười tỏa nắng bên nương dưới đồi. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người đó là sản phẩm chè Thái Nguyên của nhà em. Đây là loại chè nổi tiếng, rất là nhỏ, xanh và đẹp đúng không ạ? Nếu như mọi người quan tâm thì có thể để lại cho em xin số điện thoại và inbox trực tiếp để em có thể tư vấn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.